จะรู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากถ้าเป็นเกียร์ก็ยินดีที่จะไปส่งเดินตามมาเลยไม่ต้องจำเป็นมองนานๆคุณสวยแต่มองนานๆมองนานๆคุณสวยแต่มองนานๆมองนานๆคุณสวยแต่มองนานๆมองนานๆคุณสวยแต่มองนานๆลา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 Tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Em ấy cháu sẵn ra máy kia ra. Hiện tại em vẫn đang ở cơ sở 2 của em. Công việc thường ngày là chỉ có live stream, quay video. Không, ở đấy kiểm tra thôi. Live stream quay video để gửi những cái video bán máy cho khách cho anh em ạ. Công việc thường ngày của em là như vậy. Và hôm nay đây, lại có một đơn đặt hàng cho một vị khách hàng quen thuộc. Đó là anh Giai có gara thôi, em không nói tên vì anh ấy mua về cho khách hàng để lắp. Anh ấy ở trong Tây Linh nhá, gara ở Tây Linh. Anh Giai cứ mỗi lần mua máy là cũng đều điện cho em. Và hôm nay anh ấy là lưu ý và là nhắc nhở em rất là kỹ càng, kỹ lưỡng. Và anh ấy bảo là Hưng ơi, anh mua một con máy của Comin L375, anh mua về để lắp vào xe nhà anh. Anh chạy đấy, em phải lưu ý là chọn cho anh một con máy thật đẹp, thật xuất sắc. Giá thành thì nó cũng không quan trọng lắm. Thì thực sự là anh Giai thì cũng là khách hàng quen, nhưng đối với em là khách hàng nào cũng như khách hàng nào hết. Khi mà khách hàng có yêu cầu như thế nào mà em có đáp ứng được thì em mới nhận tiền, còn không đáp ứng được thì em sẽ không nhận tiền. Nhưng cũng rất may là cơ sở em có khoảng 20-30 con máy Comin, thì em chọn cho anh ấy những con máy gần như là xuất sắc nhất của bãi rồi. Thì đây là con máy Comin L375 mà em đã bán cho anh Giai ở trong Tây Linh nhá, đã chọn và lổ máy cho anh ấy rất lâu rồi, anh ấy ok hết rồi. Bây giờ chỉ có em test máy để quay lên trên kênh bán hàng của mình nữa thôi. Và đây là con máy L375 và anh ấy lắp vào con Đông Phang 4 chân thì phải. Thì con máy này là con máy mà em đã chọn cho anh ấy. Con máy này nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả mọi người và anh em cùng xem nhá. Đây, nhìn vào đầu tiên là cái gang xả này. Cái gang xả nó vẫn còn chưa bị cháy sơn này. Máy nó chạy rất là ít này, vì thế mà nó còn trắng tinh như gang xả này. Những chỗ này xanh lét này, chưa bị cháy sơn này. Máy 375 này nó chạy đầu kéo cái thứ là nó chạy rất là nhiều. Nhưng để tìm được một con mà máy còn đen xì mà nguyên zin như thế này là không hề đơn giản đâu nhá anh nhá này. Nó vẫn còn cái chống nóng này. Đây, cái gang xả này chưa bị cháy vẫn còn trắng này. Turbo nguyên zin nhá anh em nhá. Turbo nguyên zin của nó này, turbo nguyên zin. Một con máy quan trọng nhất là cái mặt quy lát của nó là phải còn nguyên vẹn này anh em ơi. Nguyên mặt quy lát chưa bị ra nhá. Chưa ra. Đây anh em xem này. Hai bên giờ lốc này. Đen xì tất cả nguyên bản, bảo hành cho anh Giai là máy còn nguyên zin. Nếu mà đến nơi anh Giai kiểm tra bảo em ơi máy này không còn nguyên zin nhá, em Hưng xin hoàn trả lại tiền, trả máy về luôn. Cơ sở động cơ ô tô Hưng Thịnh thì uy tín tạo lên thương hiệu anh em ạ. Đây, nguyên zin hết nhá. Bảo hành máy nguyên zin chưa động chạm. Đấy. Vừa quay phần bên kia rồi. Đây. Cái lắp cabo này còn chưa tháo ra bao giờ rồi. Và bây giờ em sang thấy phần bên này anh em ạ. Phần bên này đây. Hai bên giờ lốc đen xì luôn. Máy này đẹp rực rỡ luôn này anh em ạ. Hai bên giờ lốc đen xì luôn nhá. Đấy, bơm kim tất cả nguyên zin hết này, bơm hơi còn nguyên zin này. Con heo à, chưa có dấu mỏ này. Đây, ốc bơm này, tất cả nguyên zin nhá, kẹp chì luôn. Máy này bảo hành nguyên zin từ A đến Z, kẹp chì này. Máy nguyên zin hết này, chưa bơm chưa có dấu mỏ anh em ạ. Tất cả nguyên zin, mặt quy lát tất cả nguyên zin nhá. Đây. Mặt đằng trước, mặt đằng sau nguyên zin hết anh em ạ. Nguyên zin này, chưa động một con ốc quả luôn nha. Khẳng định luôn, máy này là nguyên bản từ lúc sản xuất ra, chưa phải làm lại lần nào. Đấy, khả nói như thế cho anh em hiểu. Hình thức bên ngoài của nó quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ, em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực để cho anh em thợ test lổ. Con này là lòng của nó là một tốc 14. Máy to, máy 4 số áp này. Vòng tua của nó là 2002 nhá anh em nhá. Vòng tua 2002. Mã lực của nó là 375 PS nhá. Con này lắp trên con Đông Phang 4 chân với lại xe đầu kéo đều được hết. Lổ đi em ơi. Quá đẹp và rực rỡ. Bán cho anh em thợ là anh em biết rồi. Quá đẹp, quá zin. Êm du luôn. Không có một tí khói nào luôn.
Không đổ hơi nhá. Quá êm. Êm du luôn. Không có một tí đổ hơi là luôn. Không khói nhá. Đúng là máy zin nguyên bản, không bao giờ tiếng nổ nó khác hoàn toàn với những con máy làm lại nhá anh em nhá. Tiếng nổ nó tròn này, nó hơi nó khỏe này, không bao giờ làm anh em thất vọng luôn. Quá đẹp, quá mới, nổ ngon, không khói, không đổ hơi nhá. Thực ra là em đã nổ 6-7 phút rồi, gửi cho anh Giai rồi, anh Giai ok hết rồi. Đây là em chỉ là làm lại để đăng lên trên mạng để cho anh em biết biết là cơ sở em còn rất nhiều máy đẹp như thế này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như lời em nói không. Xin ơi. Bảo Linh quay video. Tự quay video. Và liệu quay video nếu mà anh em nào máy móc xe tải của mình nó bị hỏng ấy, anh em cần mua máy về để thay thế ấy. Anh em xe tải từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn này, xe ben, xe thùng, xe khách, xe đầu kéo ấy. Bất kỳ các loại động cơ, kể cả động cơ máy múc, máy đào, máy công trình, anh em mua các loại động cơ xe tải về lắp vào tàu thuyền ra biển đánh cá, lắp vào máy hút cát, hay là bất kỳ mua các loại động cơ máy gặt, hoặc là chế cháo về là chế cháo, mua động cơ xe tải về chế cháo máy thủy nhá. Hoặc là anh em đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to nhá. Anh em chạy ghe xuồng này, giỏ lái này, cứ liên hệ cho em. Liên quan đến động cơ xe tải anh em liên hệ cho em nhá. Hoặc là đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to, cứ gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua Zalo, em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Và điều thứ hai nữa, nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng phải tìm hiểu cái cơ sở nào lớn này, uy tín này thì hãng cọc tiền mua máy nhá, cả bị lừa nhiều lắm rồi đấy anh em ạ, lưu ý nhá. Và cái điều thứ ba, điều cuối cùng, nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa lớn ấy, mình chưa đến mức phải thay cả một con máy ấy, anh em cần mua cái đồ gì về là để lắp ráp thay thế như lốc, trục, quy lát, bơm kim, turbo, đề phát, thay bất kỳ cái bộ phận gì nhá, nhỏ nhất mà cái chỗ cơ sở đồ mới của anh em, đồ cũ gần anh em nó không có ấy, hay là anh em không mua được ấy, thì anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua ấy, em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn, vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo giúp em với anh ơi, cả bây giờ không có cái này thì xe em không chạy được, máy em không lổ được, thế là lại phải tháo ra và bán cho anh em. Bán cái đồ vặt nó không là lãi vào tiền đâu, nó chỉ giúp mình quảng bá được cái cơ sở của mình thôi. Sau này sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ đến mình, ủng hộ cho mình nhá. Như vậy là siêu phẩm Comin L375 cho anh Giai ở trong Tây Linh đã xong nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh và chúc mừng anh vì em đã chọn cho anh một con máy đẹp xuất sắc, đẹp leng keng luôn, máy zin toàn tập. Chúc anh mua máy của em về lắp con xe của nhà mình dùng thật bền, dùng thật tốt.
mong sao lúc nào nó khỏe mạnh, mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho anh nhá. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng, ủng hộ. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã ra nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video con máy tiếp theo nhá.